hôm nay trời nắng đẹp quá, đi làm xong nửa đường với anh rồi về, ghé qua Sarakota thì nó không có cần cho tới ngày thứ hai đó, thì là ngày mai ngày mốt gì đó, không biết ngày mai bảy này là thằng doanh nhân Vista nó đổ cái quyết định tiếp, thì đó trên đó là ở Mao Quốc Tinh. Tuần này thì nó nói tuần này từ bữa nay thứ năm nè, thứ sáu, thứ bảy, thứ độ thứ bảy thằng cá nhân viết ta của thằng Vinh đó, Vinh Sơn đó thì nó đổ ngày thứ bảy đó. Nó nói là nó tuần rồi là nó không có công việc, thành ra nó cancel, nó sẽ delay tới tuần này hoặc là thứ sáu hoặc là thứ bảy. Nhưng mà cái công trình nó mua không cho công trình nó mất ơi, công trình nó mất nó không có thợ là đi ngang cái khúc này là nó có cái công trình tốt cho tụi nó chơi, tụi nó chơi gót này kia. Cái quay này là sẽ đi về cái
luồng mà khu vực của đại hàng anh rách ra lên bên phải nha. Ở dưới chân đầu chắc có quét đường hay gì nó chậm cũng được. Trong 10 thì không có, thì giải thích cái đường nhỏ nào đó là đi về bên tay trái của mình, LATPS nằm bên đó là ra được rồi. Lên cô rồi nó đi góc đường thôi đó, đây cái xe góc đường đấy tiếp cỡ đi lượn rồi nó hút ra sao để coi coi. Cái xe mình ấy, là nó cho mình cái giấy phạt thì nó lít cái xe mình lên á, chứ bữa chơi giấy phạt chưa chơi giấy phạt đâu, giấy cái xe cái càng nó thọt cho cái xe mình nó dở hỏng cái xe mình lên là mình không có chạy đi đâu được á, đừng có nói chứ để nó mà ghi giấy phạt đâu, xe ghi giấy phạt là nó đi sao cái xe cần cẩu mất trước mà mình bỏ kêu nó bỏ nó xuống là ăn hết 120 đồng á, nó chưa kéo đi đâu á các bạn đó, chơi tàn nhẫn gì đó. Tại sao mình biết vì mình đã bị một lần rồi, tiền phạt ai đâu là cũng cái con ngu này nó đóng hơn đó. Nếu mà muốn đi vô đường phía Cora đó là vô đường chính cũng được, rồi từ từ mình chạy lên đó, đi vô đường chính này thôi, cho nó các em đi em đi vô đường chính này thôi. Đó mình đi cái đường phía đường trên nó kẹt hơn nhiều đó, mình đi cái phút này cho mình chạy cho em đó, cái bình thường đó của mấy anh nhà giàu á. Một cái là đường chiếc cô ro mới vào chiếc cô chạy lên thẳng lên chút xíu nữa thẳng, và thẳng thêm một đường nữa lên tới đường trang kìa. Đó, những cái building của Los là nó như thế này này, nó cao tập trời, nó cao cũng ngốc trời luôn á. Trong đã mấy tầng đó mấy bạn ơi, trời cái cô lo đây này.
có một chiều thôi á. Để bên tới đằng xanh đằng đỏ luôn. Số dài vô trước đi, số dài vô trước đi. Không biết là có chỗ đậu xe thì mình đậu, còn không có chỗ vòng vòng khác vòng vô cân trở lại mình đậu bên cái bên đường hồng hồng phía trước là cái điểm mình đi tới đó. Đó mình phải ra trước hai cái xích với bạn là chạy nó mới không lạc, chứ rồi ở đây đó lần hơi nó đục xuống hồng hơi leo bên hồng hồi chui vô trong hồng thôi rồi ở dưới hồng thôi. Trời ơi, tôi hèn hèn tôi chạy xa xa trước ở trên chắc ăn cho để mình đi chặt cơ chúng á thì chẳng ai thưởng mình cái gì hết. Chắc nó vào nhưng có hồng không chốt đèn nhé. Game Google đó, đường này đường Fitzgerald này nó có nối luôn lên thẳng luôn tới cái khúc mà mình chạy ở Mount Washington luôn nữa đó. Chúng là đường chỗ 110 này 101 rồi này nọ đường 26 gì đó em đưa 26 á là đường này nó nối luôn. Đường số 6, số 7 là bây giờ những phía dưới này nữa nha, mà dưới đáy dưới này đó là tụi nó đục nó làm cái hầm đi cái xe ở petroleum á, đi xe điện nó thông qua dưới này nữa. Đó, nó làm sẵn hết trơn hết trời à. Bởi vì tụi Mỹ nó cũng dữ dằn lắm, nó đầu óc nó cũng không có thua gì tụi Nhật đâu. Nó đó là nó làm bạn nó chơi với Nhật chứ mà nó cũng dè chừng dữ lắm, mà nó sợ một lần mà quánh luôn một cái trận trong châu cảng á là nó thù dai lắm các bạn. thực chất nó vậy. Tức là đó bây giờ nó làm gì làm chứ bên kia của Nhật á nó cũng không có cho có cái quân đội nữa. Bởi vì nó bị một lần người ta sợ à. Mình chạy thẳng luôn nha. Đường này chạy thẳng luôn được. Đường này chỉ có 1 chiều thôi mấy bạn. Ở trên ló tới đường đó 1 chiều là bất chợt lắm. Thường đường số 5 này là đi về bên tay trái ha, đi về xuống East West đó. Rồi tới cái đường trước đường số 4 thì nó đi về cái bên tay phải, cứ đường trái phải đường trái vậy đó. Mà không để ý là chạy là tụt lút luôn xuống dưới à. Ở đây là nó có đi những cái xe bus từ này nọ, nó có những cái cầu thang kéo escalator đó là kéo đi lên trên đó. Rồi họ đi toàn là đi thang kéo giữa building này với building kia, không hỏi qua đường hết. Cái này nó kêu là Yoka Smith LLP Union Bank Plaza. Union Bank cái dẹp tiệm tượng đời cố lý nào nọ từ tháng 5 năm rồi, nên nay là gần được 5 rồi. Đó cái bên đường hồng hồng phía trước đó, giờ anh muốn đậu muốn bên tay phải hay muốn vòng qua gì tùy anh không. Cái này nó phở ra đó, phải qua đường số 3 đó, phải lách qua bên phải một lên, mình chạy thẳng thôi đó, tới kia đường 2 chiều rồi lách qua, lách qua bên phải một lên đó. Hai cái bên đường hồng hồng đó là LADPS đó các bạn. Mấy bạn là bạn Lý ơi, bạn Ly cũng đi y chang như tôi vậy thôi, mà tại sao mà bạn Ly cứ biểu tôi đi đường nào phải nói. Đó bây giờ những cái building mới này đó, những cái building như thế này đó là mới, những cái high end cái luxury apartment đó, đó là cho những người họ làm đây, ở đây là đi lên đi xuống rồi, trong đó không biết có tiệm nail không mình biết nữa, tắm rửa cái spa đồ này kia, hồ bơi đồ cái gym đồ trong đó hết đó, rất là may mốt mà họ chỉ ở đó rồi sẵn luôn rồi để rồi làm luôn mấy cái cầu tiêu chung đi cho anh dễ khỏi mất công rồi phân biệt rồi này kia đó. Thường là mình đi vô đó mình nó xích đường số 3, số 2, số 3 nè, rồi mình lách qua đây nè, nhưng mà nó dễ lộn lắm mấy bạn ơi. Chui vô cái đường hầm mình thấy là cái mình đây nè, mình
chỗ đậu không khó lắm. Đó. Chỗ anh vô để đi nộp đơn đó, Picura Plaza 2201221 nộp Picura. Đó, trong này hồi trước á hai bên cái bồn này nè. Nó làm á nó có mấy cái con cá coi á là họ đem họ nuôi đó đó, đẹp lắm. Rồi cái sau này đó không biết sao đó, chắc là nóng quá nó chết hơn sao đó, họ không có nuôi nữa. Họ trồng cỏ, họ trồng mấy cái sô cô la lên. À. Rồi bên này là Central Health District. Thấy cái building á CCW không biết là cái gì. Rồi cái building safety thì nó nằm ở đây. Bộ xây dựng của Los Angeles nó nằm ở đây. Tất cả ở đây là văn phòng trung ương, nó giữ hết hồ sơ luôn á. Cây này nó giống như cây kiệu cái gì đó. Thử đứt thử lá cho ta. Không phải kìa. Cái cỏ này cũng thơm lắm. Không biết cái cỏ gì thì mình không biết. À, nó cũng có mấy cái cây thủy trúc đây nè. Đó. Hồi trước ở đây là cao cá coi nè, nãy mình có nói đó. Ô chà. Cái cây đó này chết là nó không. Có hoa thì cũng đẹp chứ chứ. À. Ở đây cũng có được cái cây bắp tiên mà nó kéo hồi đó. Có những cái cầu thang máy đi lên đi xuống, đi hầm á, đi xuống hầm lại đi lấy xe, nhưng mà đậu trên đường để chạy ra chạy vào cho nó dễ. Đây nó có cây sóc cô lần này, nó ra cái hoa này cũng đẹp này. Đó, đó là cái cây thùa á. Những cái cây cọ đó cũng đẹp, nó cái lá nó lạc lạc nhạt 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 này. Ở tối ở đây nó lên đèn cũng đẹp lắm á. Rồi mấy tầng. Mười sáu tầng mấy bạn, còn có hai tầng hầm nữa, đậu xe dưới hai tầng hầm dưới đó. À, cái cây sắp vô linh này nó ra cái hoa này, nó cái loại hoa lên chiếc này mình nhà mình có nè. Cây mình tốt hơn cây này, còn cái cây này là cây fire stick thì mình không thích trồng đâu, mình không thích cái này. Để coi cảnh nó đâu. Thôi mình đi vô mình theo để mình trả tiền nha mấy bạn nha. Rồi bye các bạn.